Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bản tin 24 giờ. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay và 7 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại một số nơi sẽ đạt ngưỡng 35 độ, khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 36 độ. Sau đó khoảng từ đêm ngày thứ 5 cho tới ngày thứ 3 tuần sau, một đợt mưa rào và dông có thể tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Nhiệt độ vì thế cũng có xu hướng giảm nhẹ. Còn đối với khu vực tỉnh thành Trung Bộ, trong những ngày tới, thời tiết sẽ có nhiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-35 độ, một số nơi từ 35-37 độ. Tuy nhiên, các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do chịu ảnh hưởng của dải mây dông phía Nam, nên chiều và tối sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung tại nhiều tỉnh khu vực phía Nam. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió mạnh. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động có xu hướng gia tăng về cường độ, nên trong những ngày tới, mưa rào, mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời điểm mưa sẽ tập trung vào các buổi chiều và tối. Trong mưa dông, nguy cơ cao đi kèm với mưa đá, lốc sét và gió rất mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực Tây Nguyên từ 28-33 độ, còn đối với các tỉnh khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ. Trên biển hiện nay siêu bão Magua đang nằm trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Dự báo cho khoảng 24-48 giờ tới, siêu bão này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và đi lên khu vực phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines. Tuy nhiên, sau đó cơn bão này sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng bắc và sẽ không đi vào khu vực biển đông của nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu bão nên các khu vực vùng biển phía đông của khu vực biển Bắc, biển Đông sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 6, cấp 7 có lúc giật cấp 8, cấp 9. Đồng thời siêu bão cũng sẽ làm cho gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam của biển Đông mạnh lên, sẽ gây mưa rào và dông cho toàn khu vực vùng biển này. Tiếp theo là dự báo chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày trời sẽ có nhiều mây và nắng nóng gián đoạn, trời oi nóng, mưa nhỏ, mưa rào rải rác tại một số nơi như Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái vào buổi sáng. Cục bộ một số nơi như Lai Châu, Lào Cai, phía bắc của Yên Bái có thể có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện vào chiều tối tại Điện Biên, Sơn La. Cục bộ có một số nơi có mưa vừa và mưa to. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Phú Thọ, khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, các vùng lân cận ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có một số nơi trên 36 độ. Tối và đêm nay, Bắc Bộ thời tiết không mưa, mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện rải rác về đêm và rạng sáng ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc, khu vực phía Tây Bắc, bao gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, khu vực phía Bắc của Yên Bái. Cục bộ một số nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời người dân cũng cần đề phòng với lũ quét, sạt lở xảy ra ở khu vực vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, ở khu vực phía Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, cục bộ một số nơi ở phía Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Đến tối và đêm mai, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và vùng lân cận không mưa, trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Dự báo thời tiết tạnh giáo và không mưa, ban ngày trời nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở hầu hết các tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ cho tới ngày thứ năm. Tuy nhiên về đêm và rạng sáng, mưa rào và dông rải rác tại khu vực phía Tây Bắc, khu vực trung du vùng núi như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Sau đó từ tối và đêm ngày thứ năm trở đi, một đợt mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to trên diện rộng tại hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ. Trong đó mưa to tập trung chính tại các khu vực trung du, các khu vực vùng núi. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài cho tới ngày thứ ba tuần sau. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra về đêm và sáng. Với nền nhiệt độ từ ngày mai trở đi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34-37 độ. Khu vực phía Tây Bắc có nơi trên 38 độ, trời nắng nóng trên diện rộng. Sau đó khoảng ngày thứ 6 trở đi, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ban ngày trời nóng, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Chiều tối mưa nhỏ, mưa rào rải rác tại một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm nay trời ít mây, mưa nhỏ rải rác về đêm tại một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-37 độ, có nơi trên 37 độ. Về chiều tối mưa nhỏ, mưa rào rải rác ở một vài nơi tại vùng núi phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đến tối và đêm mai không mưa, trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ.
Dự báo thời tiết tạnh giáo, không mưa, ban ngày trời nắng nóng sẽ còn tiếp tục được duy trì cho tới cuối tuần, đồng thời nhiệt độ tăng nhẹ từ 35 đến 38 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 40 độ. Sau đó từ ngày Chủ nhật, một đợt mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Thời gian mưa chủ yếu vào buổi chiều tối, có thể kéo dài cho tới thứ ba tuần sau. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Đến chiều tối và tối có mưa rào và dông với lượng mưa vừa mưa to tại các nơi như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó mưa to sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây, trong đó có mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây, mưa sẽ giảm dần về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 34 độ. Riêng các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ sẽ ở mức cao hơn từ 33 đến 36 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác tại một số nơi như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Cục bộ một số nơi như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có thể xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời cũng cần đề phòng với khả năng ngập úng. Tại các khu vực đô thị và vùng trũng thấp, mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi phía Tây, cục bộ có một số nơi như Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào, mưa dông và rải rác có ở một vài nơi, mưa to vẫn diễn ra vào chiều và tối tại các khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Trong đó mưa to sẽ tập trung vào các khu vực phía Nam như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Từ khoảng ngày thứ năm trở đi, mưa vừa mưa to sẽ xuất hiện tại một vài nơi như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài trong những ngày sắp tới. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Đến chiều tối có mưa dông phát triển nhanh và sẽ gây ra mưa rào và dông cho hầu hết các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Trong đó mưa to xuất hiện tại nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi xuất hiện mưa rất to, nguy cơ cao đi kèm với dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời cũng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Khu vực Kon Tum cũng có mưa rào rải rác. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa rào và dông rải rác tại khu vực của Gia Lai, Đắk Lắk và phía nam của Kon Tum. Cục bộ một số nơi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng với dông lốc và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác cũng diễn ra tại hai khu vực của Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Các khu vực như Đà Lạt, nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Ngày mai, khu vực Tây Nguyên trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Đến chiều tối, mưa rào và dông rải rác tại một số nơi như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai. Cục bộ tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, mưa rào rải rác tại một số nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi như Gia Lai, Đắk Lắk vẫn còn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời người dân cũng cần đề phòng với lũ quét, sạt lở đất, các khu vực vùng núi ngập úng tại khu vực trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào, mưa dông với lượng mưa vừa mưa to vẫn có thể diễn ra tại khu vực Tây Nguyên trong những ngày sắp tới. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực của Tây Nguyên từ 28 đến 32 độ và sẽ duy trì trong những ngày tiếp theo. Khu vực Nam Bộ ngày hôm nay, ngay từ buổi sáng có mưa rào với lượng mưa to xuất hiện rải rác tại miền Tây Nam Bộ và một số nơi ở miền Đông Nam Bộ, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh và một số khu vực ven biển của Kiên Giang, Cà Mau. Mưa nhỏ mưa rào rải rác tại khu vực Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Cục bộ một số khu vực ven biển của Bà Rịa Vũng Tàu có mưa vừa mưa to. Đến chiều và tối có xu hướng mưa gia tăng tại miền Đông Nam Bộ với nhiều điểm có mưa vừa mưa to như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị và vùng trũng thấp. Đồng thời trong mưa dông người dân cần đề phòng với dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rào và mưa dông rải rác vào chiều tối tại hầu khắp các tỉnh của miền Tây Nam Bộ, các khu vực ven biển có mưa vừa mưa to. Đến tối và đêm nay toàn khu vực Nam Bộ phổ biến trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Cục bộ có một số nơi như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai có mưa vừa mưa to.
rải rác có nơi có mưa dông về đêm và rạng sáng. Mưa rào và mưa dông rải rác tại khu vực Long An Giang, Kiên Giang, khu vực ven biển của Cà Mau, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Ngày mai toàn khu vực của miền Đông Nam Bộ trời còn nắng, còn với các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì ngay từ sáng sớm đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to như Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại một số nơi như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Đến chiều tối mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang. Các khu vực còn lại của miền Tây Nam Bộ trong chiều và tối ngày mai sẽ có mưa nhỏ, mưa rào rải rác ở một số nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời người dân cũng đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị và vùng trũng thấp. Đến tối và đêm mai toàn khu vực của Nam Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại một số tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, nhất là tại Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Các khu vực còn lại có mưa nhỏ, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tiếp theo chúng ta chuyển sang thông tin về thời tiết biển. Thưa quý vị, bão Magua có khả năng đi vào Biển Đông, tuy nhiên khi tiến gần hơn khu vực phía đông của đảo Luzon, Philippines với cường độ mạnh ở cấp siêu bão, thì bão Magua sẽ tác động làm gió trên khu vực Biển Đông trở nên mạnh hơn. Dự báo trong ngày và đêm nay, gió tại các khu vực vùng biển phía bắc của Biển Đông sẽ mạnh lên ở mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm ngày mai, gió tại khu vực này có thể mạnh tới cấp 7, cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài gây ra gió mạnh, siêu bão Magua còn có một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa của Biển Đông, và khi tiến gần hơn tới khu vực của Biển Đông, nó sẽ làm cho gió Tây Nam trên khu vực phía Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa mạnh lên đáng kể, biển động. Những cơn mưa rào, mưa dông sẽ xuất hiện liên tục kéo dài cả ngày lẫn đêm, tầm nhìn xa giảm xuống 10 km, cùng với đó là nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật mạnh. Vì thế trong những ngày sắp tới ở khu vực vùng biển giữa Nam và Nam Biển Đông sẽ không phù hợp cho hoạt động ở trên biển. Còn khu vực phía Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngày và đêm nay ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, có lúc mạnh cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 1,7 m. Khu vực phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực vùng biển của Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, thời tiết tốt, tạnh giáo, ít mưa, ban ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,8 đến 1,5 m, hoàn toàn thuận lợi cho hoạt động ở trên biển. Còn trong ngày và đêm nay, ở khu vực vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều tối hôm nay cũng sẽ có dông đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, cấp 7, biển động, sóng biển cao trên 2 m. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.